Xin chào các bạn, mình là Cao Cường của mình đến từ gà nhà của Cao Cường. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giới thiệu về cái sản phẩm sáo DJ xanh ngọc bên mình. Sáo DJ xanh ngọc bên mình được bọc giả ngọc hai đầu và được sơn màu rất là tốt, màu xanh ngọc rất là đẹp đây. Như các bạn đã xem đây. Thì sáo DJ này bên mình bán giá 170.000. Trong đó đã bao gồm một dây treo ngọc, một túi màng rung và một túi nhung đựng sáo đây, như các bạn đã thấy đây. Tất cả bao gồm là 170.000. Giá này chưa bao ship các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test được âm thanh của nó. Sẽ kết hợp với beat. Để mình cố nha. Cây sáo mình đang cầm đây là cây sáo Tông Đô nhé. Tông Đô là ký hiệu là chữ F này. Mình gửi cho một số bạn thì một số bạn nói là cứ tưởng là sáo Việt đấy, cứ giống như kiểu sáo Việt thì là tông F thì là có nghĩa là pha trầm, nhưng mà không phải. F ở sáo DJ cũng nghĩa là đô nhé. Bên mình có ba tông là tông đô, tông la trầm và tông son trầm. Cả ba loại này đều giá như nhau nhé và đồ tặng kèm như nhau luôn. Nếu bạn nào mà ưng ý về cái sản phẩm bên mình ấy, thì là liên lạc cho mình qua số điện thoại 0962 297 417 hoặc là qua Facebook mình là Cao Cường. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.